Cấp 3 là một khoảng thời gian thật đáng nhớ, không chỉ dành cho tôi mà còn cho lũ bạn của tôi nữa. Có lẽ nó không chỉ là những cuộc cãi vã, những trận đánh máu lửa tại Summoner Rift, Sandhawk hay trên sân cỏ, những phút vui đùa đến nỗi quá đáng của đám quỷ tụi tôi, những đề bài kiểm tra khó đến điên người của thầy cô, mà nó còn là câu chuyện đáng nhớ của thằng bạn tôi. Đây chính là nó, Thắng, một con mọt sách đúng nghĩa. Nó có một mái tóc rất là chỉnh chu, khuôn mặt bất biến. Nó cái gì cũng biết, trừ việc tán gái. Và dù đây là câu chuyện của nó, thì cũng không thể bỏ qua một nhân vật rất là quan trọng. Đó là tôi. Tôi tên là Dũng. Nói đến tôi, đến nay tôi vẫn được mệnh danh là thanh niên ham ngủ, ham chơi và không mấy ham học. Tất nhiên để mà nói thì tôi phải đẹp trai hơn Thắng rồi. Còn đây là Mai, bí thư lớp tôi, cũng là nhân vật khá là chính của câu chuyện này. Nhan sắc ok, nổi tiếng ok, học lực ok, tính cách nó sao ta? Cái tính cách của nó chắc tôi phải lấy bà phù thủy trong truyện cổ tích ra mới so sánh được. Không hiểu sao thằng Thắng có thể chết mê chết mệt một con bé này suốt 3 năm. Đụng cái gì nó cũng nói, làm cái gì nó cũng kêu. Ai lãnh đạo mà cũng như nó, chắc tôi thở không nổi luôn quá. Nếu mà bắt tôi phải đi với bà ta đến hết đời, nghĩ đến đây thôi là tôi đã muốn nhảy cầu Nhật Lệ rồi. Mày, người đó là thằng bạn tôi, chứ không phải tôi. Blackpink in your area. Blackpink in your area. Being a bad girl, I know I am. And I'm so hot, I need a fan. I don't want a boy, I need a man. Click, clap, bada bing, bada boom. When it bop, tell me more than I, bada boom. Could you ask her? Đây là cô giáo chủ nhiệm đáng yêu của chúng tôi, Miss Trường Nữ Thùy Duyên. Chỉ ngày nắng ngày mưa nhưng vẫn miệt mài bám lớp suốt 3 năm, không sót gì nào. Vào khoảnh khắc ấy, có lẽ tiếng la mắng của cô giáo không còn là gì trong đầu của Thắng nữa. Lúc này, trong đầu nó chỉ còn nụ cười của ai đó. Ai đó đã nhìn thẳng vào mắt nó. Ai đó đã mỉm cười với nó. Có gì đó đã thay đổi kể từ ngày hôm đó. Và rồi điều gì đến cũng phải đến. Chúng tôi trải qua một năm 12 đầy vất vả và áp lực, vừa để cho kết quả cao trong học kỳ, vừa để chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, và để chuẩn bị tinh thần thoải mái nhất cho buổi tổng kết cuối năm, dạ tiệc prom của ấn tượng 12. Cho dù tôi có không hiểu quá nhiều về thằng bạn của tôi, nhưng tôi chắc chắn rằng lúc này nó đã chuẩn bị sẵn một tấm thiệp muốn mời Mai đi tham dự prom cùng nó. Ngày mai tôi phải bay rồi, chắc ấn tượng 12 tôi không tiện tham gia được với lớp nữa đâu. Không ai trong chúng tôi có thể ngờ được, ngày hôm đó là lần cuối cùng 26 con người chúng tôi được học cùng với nhau. Ai cũng buồn, nhưng có lẽ người buồn nhất là Thắng. Nó đã hy vọng thật nhiều, và rất nhiều. Nó không tới gần, nó chỉ đứng phía sau, nhìn Mai và thay cho lời tạm biệt. Mai.
Chúng tôi 12 tinh, dù đi đâu, dù bao lâu, chúng tôi mãi là bạn. Dù không một lời hẹn ước, nhưng cũng sẽ gặp lại nhau.